Ok, chào các bạn nha. Hôm nay mình là kéo cắm trại. Haha, mình sẽ cắm trại đây. Đây anh em để ý mình là chỗ liền nha. Tân cả đắng cái lần. Thân ta đi vô. Nào mình coi trong liền mình coi. Có gì nè. Không mấy được dép của mình luôn á. Đi bảnh nữa. Ok, sao đâu. Hôm nay nhà mình cũng có bánh. Đồ ăn. Này đây. Đây là đỉnh. Đây là gì đây? Đây là. Đây là hộp đồ ăn nha. Hộp đồ ăn. Có dâu nè. Và có su loa nè. Và có chứa nhiều kiểu mút nè. Có chứa nhiều mỡ luôn nè. Để mình ăn luôn. Đây là hộp đồ ăn nha. Trong đây rất là nhiều bánh kẹo. Đây. Hôm qua mình đâu làm gì đó mà tại sao bây giờ trời mua đồ ăn á. Trời mua đồ ăn. Ok, để con cắn khúc lại.